Chào các bạn nha. Đây là cái mô hình trồng 100 cây sầu riêng, cây sen với lại cà phê. Cây sầu riêng này mua 100 ngàn. Sầu riêng Thái Lan. Cây này là mấy cây lựa hết rồi, sáng xoay tròn đều. Từ cây đây qua cây bên kia là sao thấy các bạn? Đây qua cây này 6 mét. Xuống cái kia là 9 mét. Đây các bạn, một hàng này là một cây này, hai cây này, ba cây này. Bốn cây. Mình lên xuống đó thử bao nhiêu cây nha các bạn. Bên kia là 2 cây rồi. Đây là 3. Đây là 4. Cây thứ 5. Cây thứ 6. Cây thứ 7. Thank you.
cảm. Cây này cây thứ 20.